Nay mình giới thiệu với các bạn là một cái sản phẩm máy vắt sổ mới nhé. Thì đây là đầu máy vắt sổ của máy công nghiệp. Thì mình thiết kế là mình đặt nó trên một cái bàn nhỏ mini trên đây này và lắp cái motor nhỏ, motor cóc. Đây là cũng hai kim bốn chỉ. Thì nhằm mục đích là để dành riêng cho những người mà thứ nhất là có cái không gian nhỏ này. Không gian nhỏ. Hai nữa là có tính năng là tiết kiệm điện năng và tiết kiệm là được một số tiền tương đối tốt. Giá khởi điểm là chỉ có 2 triệu đồng là bao ship. Bên mình là miễn phí ship tận nhà cho tất cả khách hàng trên toàn quốc. Đó, đây là máy cực kỳ ấy, cực kỳ đẹp. Đấy, mình quay tổng thể cho xem. Này là thứ nhất là nó không kén vải, chạy khỏe, êm khỏe. Ta có thể là chạy 4 chỉ và có thể là chạy 2 chỉ được. Và cũng chạy xe bèo, xe biên. Cái này thì nó sẽ lợi dụng hơn nhiều so với chúng ta mua một cái sản phẩm như là máy máy gia đình bây giờ. Một cái sản phẩm máy vắt sổ gia đình bây giờ như đầu máy con ngựa thì bây giờ ngoài thị trường họ bán cũng là triệu 7, triệu 8 rồi. Thì máy đó thì nó rất hạn chế. Nhiều chúng ta chỉ may được 3 chỉ. Thế nhưng mà may một thời gian ấy, thì sản phẩm thì nó cũng không được ưu ái cho lắm. Thì đây là mọi chi tiết. Các bạn cần thì có thể là điện trực tiếp cho mình nhé. Chứ mình rất nhiều việc. Thì mình không có nhắn tin được, trả lời tin nhắn được. Thì ngoài ra bên mình còn rất nhiều sản phẩm khác như là máy vắt sổ bàn to, mùi kim điện tử. Liên trục Yuki và các sản nhiều sản phẩm khác giá rẻ, chất lượng và giá rẻ.